Nam mô Ta Bà Giáo Chủ, Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Văn Phật Tá Đại Chứng Minh. Kính nguyện trên hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý pháp hữu trong cộng đồng Lăng Nghiêm cũng như toàn thể pháp giới chúng sinh pháp thể khinh an, đạo tâm kiên cố. Kính thưa cùng quý pháp hữu, quý Phật tử thân mến, nói đến vấn đề ăn chay thì theo quan điểm cá nhân của mình, cái điều cốt yếu đầu tiên là chúng ta phải tạo được thiện căn. Thiện căn đó có thể là thiện căn đời trước, giúp đời này chúng ta mau đến với việc trường chay hơn, hoặc là thiện căn ngay chính đời này của chúng ta để thúc đẩy thân tâm của chúng ta mau tiến đến việc trường chay. Thì nếu như chúng ta có thiện căn thì cái cơ hội đến với trường chay là một. Cái thứ hai là cái tâm vững vàng trong việc trường chay thì nó sẽ kéo dài hơn, và tốt nhất là đến hết cuộc đời. Cái thiện căn đó nó không có gì cao cả ngoài việc là chúng ta tự phát tâm và chúng ta tự giữ vững cái tâm đó trong việc trường chay. Nếu như kiếp trước chúng ta đã từng trường chay thì kiếp này chúng ta sẽ đến với trường chay dễ dàng hơn. Nhưng nếu như kiếp trước chúng ta chưa trường chay nhưng mà kiếp này chúng ta phát Bồ Đề Tâm, thì theo mình nghĩ với cái năng lực bảo hộ của Tam Bảo cũng như là những cái phương pháp mà Chư Tôn Đức đã đặt ra cho chúng ta thì chúng ta vẫn có thể dễ dàng đến với cái việc trường chay hơn. Đối với cái quá trình ăn chay của mình thì nó rất là, dù là mình thấy nó dễ nhưng mà thật sự khi mà mình nhìn lại rồi thì mình mới phát hiện ra rằng là nó là cả một cái quá trình, và nó ngấm ngầm từ từ đến khi mà tất cả giống như là một ly nước đầy, một giọt nước làm tràn ly, thì mình đã đến với trường chay. Trước hết là từ nhỏ là gia đình mình đã gần ở chùa, thế cho nên mình đã tiếp xúc với Phật Pháp, tiếp xúc với lời kinh tiếng kệ nhiều. Nhưng mà lúc đó nó như một cái thiện duyên đến với mình là nếu như mình qua chùa thì mình tiếp bên chùa rồi mình ăn cơm bên chùa luôn thì được ăn chay. Còn nếu không thì mình ở nhà mình vẫn cứ ăn mặn bình thường. Nhưng mà cái việc ăn chay lúc đó giống như là một cái việc vô tư. Mình đói thì ở chùa có đồ ăn thì ăn thôi, chứ cũng chưa có nghĩ đến cái việc ăn chay là vì chúng sanh hay vì tu tập gì hết. Đến khi mình gia đình mình bắt đầu tập ăn chay kỳ 1 tháng 6 ngày là khi mình lớp 6. Cái đó là truyền thống của ông bà nào giờ để lại, tức là dù là không có gốc đạo nhưng mà vẫn có thói quen tu tập, tu nhân tích đức, ăn hiền ở lành. Thế cho nên là cái việc ăn chay nó cũng giống như là một cái thủ tục quen thuộc của người nhà quê, của ông bà xưa. Thì lúc đó mình cũng đã dần có ý thức về Phật Pháp và cũng đã có sự hiểu biết về Phật Pháp. Và bắt đầu mình đã, dù là không chưa trực tiếp trường chay, dù là chay kỳ thôi, nhưng mà mình cũng đã có tư duy về vấn đề ăn chay và tu tập. Mình nghĩ rằng là nếu như chúng ta tu tập mà chúng ta không ăn chay thì nó như là nó thiếu sót một cái điều gì đó mà không hiện diện thẳng trên bề mặt, nhưng mà nó vẫn ngấm ngầm bên dưới. Cái sự thiếu sót đó nhất định phải bù đắp. Cho đến khi mình năm lớp 11 thì do bài vở quá nhiều để chuẩn bị năm lớp 12 và chuẩn bị thi đại học, thế cho nên là mình bị mất ngủ, thần kinh mình bị rối loạn. Dùng thuốc Tây thì nhiều và cả dùng thuốc Đông Y, nhưng mà nó chỉ bớt thôi, tức là ngủ được một tí hơn so với lúc bệnh thôi, nhưng mà vẫn chưa thực sự được cái giấc ngủ bình thường. Thì một cái người quen trong đạo đã chỉ mình rằng nên trì tụng kinh Từ Tâm. Khi mà trì tụng kinh Từ Tâm, thực hành rải lòng thương yêu, thì cái tâm mình sẽ mở rộng ra và khiến cho những cái suy nghĩ buồn bực, phiền não hay là bức bối cố chấp nó giãn ra từ từ. Và khi mà cái tư duy mình dễ chịu hơn rồi thì cái giấc ngủ sẽ đến dễ dàng hơn. Và sau đó là mỗi tối mình trì một lần kinh thương yêu, tiếng Phạn là Mitta Sutra. Thì sau một thời gian mình trì tụng như thế, kèm với cái lịch tu trì bình thường của mình mỗi tối, thì mình thấy rằng là đầu óc mình nhẹ nhàng hơn và mình đã có được cái giấc ngủ bình thường. Sau đó thì nó có một cái niềm vui kéo theo là tự nhiên mình phát khởi lòng từ bi, thương yêu chúng sanh nhiều hơn. Không dám nói là chúng ta có thể thương yêu như chư Phật, chư Bồ Tát có thương yêu chúng sanh, nhưng mà chúng ta có cái tình trắc ẩn, có cái lòng trắc ẩn hơn với con người và có cái tình thương bao la hơn với động vật. Và nhìn cảnh chúng sanh bị tàn hại,
chúng ta cảm giác, chúng ta lại suy nghĩ đến nếu như cái cảnh đó là chúng ta, là người thân chúng ta chịu thì như thế nào, thì bắt đầu cái lòng thương yêu của mình trỗi dậy. Nhưng mà vẫn chưa đến, chưa trường chay được, là vì là cảm giác là ăn chay nó còn sao ngán quá. Tại biết bao nhiêu năm mình được nuôi bằng thịt chúng sanh rồi, đến bây giờ ăn cỏ ăn rau không biết là có ăn dễ hay không. Thì những bạn nào mà có trường hợp như mình thì mình nghĩ rằng là các bạn nên sám hối. Hồng danh sám hối, đại bi sám pháp, pháp hoa sám pháp, hay là bất cứ một cái lời văn sám hối nào đó mỗi đêm ngắn thôi, thì về lâu về dài khi mà nghiệp tội tiêu mòn rồi, các bạn sẽ thấy cái việc ăn chay nó rất là dễ dàng với mình và không còn kén đồ chay nữa. Thì kết hợp vừa sám hối vừa kinh từ tâm rải lòng thương yêu như thế thì có một cái nhân duyên là sau 2 hôm gia đình mình ăn chay kỳ theo mỗi kỳ, thì đến 3 hôm tiếp theo là mình phải đi đám dỗ, và đám dỗ đó cũng đãi chay. Thành ra là mình ăn chay được 5 ngày. Sau đó mình qua tiếp chùa, mình ăn cơm bên chùa cả ngày, thì thành 6 ngày chay. Và mình bảo với mẹ rằng là thôi con ăn được 6 ngày rồi, mẹ cho con ăn 1 ngày nữa đi, cho đủ 7 ngày là 1 tuần. Thì mẹ mình cũng đồng ý, mình ăn chay được 1 tuần. Nhưng mà sau qua thứ 2 tuần sau thì bắt đầu từ đó mình ăn chay. Không biết nhân duyên đưa đẩy như thế nào, chắc là nhân quả chín mùi. Nhân quả của cái việc dùng chay trường nó chín mùi rồi. Thế cho nên là từ đó về sau đến bây giờ luôn, là gần lúc đó là cuối học kỳ 2 năm 12, là khoảng tháng 4 năm 2015, đến bây giờ là năm 2019, thì gần tròn 4 năm. Và cái nhân duyên đến với ăn chay của mình là như thế. Và mình nghĩ rằng là nếu như chúng ta có cái, thật sự có cái mục đích, có cái phương pháp, thì cái kết quả không là gì khó khăn hết. Và trước hết là muốn ăn chay là chúng ta phải thực tập lòng từ bi. Và khi chúng ta thực tập lòng từ bi rồi, tất cả những cái thịt cá để trước mặt chúng ta thì đều như gỗ đá hết. Và hơn nữa là chúng ta còn khởi lòng thương chúng sinh, không những ăn chay mà còn phóng sinh, còn hồi hướng công đức cho chúng sinh mau thoát kiếp súc sanh. Và cứ như thế thì cái phước báo và cái từ bi tâm nó mở rộng ra, thì mình thiết nghĩ rằng là cái việc dùng chay với chúng ta sẽ không còn khó nữa. Nhân nói đến việc trường chay, xin giới thiệu với các pháp hữu cộng đồng Lăng Nghiêm bản kinh thương yêu, dịch từ nguyên bản chữ Phạn là Mitta Sutra. Theo kinh nghiệm của mình thì nếu như chúng ta chưa đủ động lực để trường chay, thì chúng ta có thể kèm bản kinh thương yêu này vào các thời khóa trì tụng của chúng ta, hoặc trên giường trước khi ngủ chúng ta có thể dành ra 3-4 phút để trì tụng bản kinh này một lần. Năng lực của bản kinh này là làm cho không gian chúng ta sống trở nên an hòa và nhẹ nhàng hơn. Các phi nhân xung quanh chúng ta cũng sẽ cảm được cái sự lân mẫn của Phật Pháp mà ủng hộ cho chúng ta, không quấy rối chúng ta. Và bản thân người trì tụng kinh thương yêu, một khi cái lòng thương đã phát khởi, xót xa trước cái sinh mạng của chúng sinh, thì việc trường chay hẳn không là khó. Bản kinh thương yêu này phát xuất từ nguyên nhân là một số vị tỳ kheo tăng vào rừng thiền định. Thì chính vì cái năng lực thiền định của các ngài quá lớn mà các ngài lại ngồi dưới những cái cội cây, khiến coi những cái phi nhân ở trên cội cây không thể nào ở yên được mà bị rớt xuống mặt đất. Chính vì những phi nhân này bị rớt xuống mặt đất, thế cho nên là mang lòng căm giận những vị tỳ kheo này đã chiếm chỗ của mình. Thế cho nên là đêm đêm thường hiện những cái hình thù quái dị để hù dọa những cái tỳ kheo này. Những vị tỳ kheo này khi thấy những hình tượng quái dị như thế thì không ở yên để thiền định được. Thế cho nên là trở về bạch với Thế Tôn. Đức Thế Tôn tỏ rõ nguyên nhân và nói với các vị nên ban rải lòng từ bi để cho không gian của mình trở nên nhẹ nhàng hơn. Từ đó là những vị phi nhân sẽ ủng hộ thay vì là hù dọa. Xin giới thiệu bản kinh thương yêu. Những ai muốn đạt đến an lạc thường nên học hành thẳng thắn, khiêm cung, biết sử dụng ngôn ngữ từ ái. Những người ấy biết sống đơn giản mà hạnh phúc, nếp sống từ hòa, điềm đạm, ít ham muốn và không đua đòi theo đám đông. Những người ấy sẽ không làm bất cứ một điều gì mà các bậc thức giả có thể chê cười, và đây là điều họ luôn tâm niệm. Nguyện cho mọi người và mọi loài đều được sống trong an toàn, khỏe mạnh và hạnh phúc, tâm từ hiền hậu và thảnh thơi. Nguyện cho tất cả các loài sinh vật trên trái đất đều được sống trong an lành, những loài yếu, những loài mạnh, những loài cao, những loài thấp, những loài lớn, những loài nhỏ, những loài ta có thể nhìn thấy, những loài ta không thể nhìn thấy, những loài ở gần, những loài ở xa, những loài đã sinh và những loài sắp sinh. Nguyện cho đừng loài nào sát hại loài nào, đừng ai xem nhẹ tính mạng của ai.
Đừng ai vì giận hờn hoặc ác tâm mà mong ai bị đau khổ và khốn đốn. Như một bà mẹ đang đem thân mạng mình che chở cho đứa con duy nhất, chúng ta hãy đem lòng từ bi mà đối xử với tất cả mọi loài. Hãy đem lòng từ bi không giới hạn của ta mà bao trùm cả thế gian và muôn loại, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Lòng từ bi không bị bất cứ một cái gì làm ngăn cản, tâm ta không còn vương vấn một chút hờn oán hoặc căm thù. Bất cứ lúc nào, khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, hễ là còn thức, ta nguyện duy trì ta trong chánh niệm của lòng từ bi. Nếp sống từ bi là nếp sống cao đẹp nhất, không lạc vào tà kiến, loại dần ham muốn, sống nếp sống lành mạnh và đạt thành trí giác, hành giả chắc chắn sẽ vượt khỏi tự sinh. Nam mô Độ Nhân Sư Bồ Tát, Nam mô Từ Thị Di Lặc Tôn Phật.